đây nè, đây tôi chat, đây tôi là vậy nè, 2 AD 28 nhưng mang trong mình tâm trí hạng 1, tôi đó, thấy chưa? Cái là trong trong tâm trí tôi luôn nghĩ vậy á, không mà nghĩ nghĩ thiệt á. Thì mấy người có chuyên môn cao người ta sẽ hiểu. Anh em gắn giúp tôi có nút bạn nha, tôi stream từ 2018 tới giờ chưa có nút bạn đó, buồn lắm. 4 năm rồi đó. Cứ tắm tắm ba tắm mấy ngàn hoài luôn á. Tắm mấy ngàn này lâu lắm rồi, từ hồi gì? Từ hồi lúc ở Flash luôn hay sao? XD hay Flash gì đó. 8 ngàn tới giờ luôn á. 83 ngàn á, đứng hoài. Cảm ơn Tom Lu nha, ông Tom Lu mới donate tôi bằng Maybon mà tôi chưa quên cài vô nữa. Bữa tôi stream demo không được để liên internet cho nên tôi quên cài. Hey! Yes sir! Up now! Bye, have a great time! Ủa còn nó sống luôn. Bịp chứ, quỷ to, với to mới vô nâng đúp cứu AD luôn kìa. Sang đỏ cứu đơ. Má AD nó bị quýnh nó nâng đúp nó cứu AD luôn kìa. Má sống luôn. Phải nồi với to mới dưng đúp luôn. Má chơi game đồng đội phải nồi. Ê da. Má là kèm ngu. Ây da, tép chạy lên trên sống rồi, chạy xuống dưới chứ vậy. Chạy lên trên là trụ hết bắn cái đó. Chạy lên trên là trụ bắn con hiếp thôi. Chạy xuống dưới trụ bắn ai hiếp. Bảnh gì bá vô đây mà núp. Gì vậy trời, bịp không nổi. What the fuck. Ây da, má mày sẽ chết. Đúng 100 gì hiền luôn á má, coi nó farm được chưa. Ghê ba, đúng 100 gì hiền luôn á. Nhìn lyric là biết 100 gì hiền luôn á. 244 game một tuần mà mày, một tháng mà mày chơi 244 game. Đúng là quá giật. 100 nhìn lyric biết 100 luôn á. Này là cái e nè, liu liu. Không dính ban sao. Nó lyric được luôn. Vừa. Này dính cái bắn thường cái nè. Xong ăn con xe cái dính thêm cái đúp nữa. Ây da, ây da, cũng lì lắm. Ăn con ghiếp bán gì đó máu cũng lì lắm, cũng ăn cho được à. Tham quá nha. Tham quá nha. Tham quá nha. Lì quá à. Về đi. Chơi game này người ta gọi là bất thường đời đấy. À có cảm giác cho quýnh nhìn khác chưa mấy ông? Khác từ mấy ngày trước chưa? Có cảm giác nó quýnh nhìn nó khác ngay luôn, có nhìn Lee Chun nè. Bên này. Nhìn như trẻ 5 tuổi vậy, trẻ hơn 5 tuổi vậy, tuổi 17 vậy. Đúng không? Nhìn quýnh như trẻ hơn 5 tuổi vậy. Còn ngày nào mà cầm chuột không được á là già hơn 3-4 tuổi nữa. Phút thứ 8, farm 92 con. Phút thứ 8, farm 91 con. KDA 301. Giờ con cóc nữa, farm 95 con. Ăn con ăn lưu nữa, farm 99 con, phút thứ 9. Ok. À, người ta gọi đó là hết rồi. Ừ. Tôi chỉ biết lượt đầu. À, ông chết luôn bịp. Má bịp. Bịp phải cái nồi không chết kìa. Lát đi ông ơi. Đúng rồi. Bữa vô cái đầu nó vua con. Ây da. Ủa tính ra team mình không win luôn rồi, sao này mới cấp 6 vậy? Ây da, đi 3 mạng luôn. Ờ. Hay quá đi. Sợ. Ai game này cũng không lên chứ. Game này không lên cũng không lên là không có lát là không chơi được. Ây da. Nãy giờ tưởng team mình win luôn á, nãy giờ tưởng team mình win không luôn á. Cắt clip gửi anh Tì, đúng 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 đúng, mấy ông cắt clip này cho tôi.
Những ai là fan chân chính đâu, các clip này gửi anh ta cho tôi. Nghe nó chưa. Rồi có chết không? Có nhận chi vậy? Hết bắn giếp vậy không bắn ông được không? Sao mừng chết cái tôi bắn đứt cái được không? Ok. Này gõng gờ, gõng gờ, gõng gờ, ừ bùm. Gõng gờ thì bùm. Gõng gờ chứ. Ây da má nó còn gờ ông ơi, ây da. Ơi ơi ổn chết đây, gờ đây gờ đây gờ đây, tôi gờ cho cái phụ tâm cho mày yếu như vậy, yếu như vậy. Ây da á, bịp rồi, bắn kỳ vậy đó. Này không lát, này không lát, này không lát, này không lát, không chịu né đi bà, đi về hẳn nữa, đi hẳn cho chết đấy, né đi cho xong. Đi hẳn là dở rồi, đi hẳn là dở rồi. Mẹ nó kêu. Come in. Mẹ ta mày. Nè lách lách lên cho tôi nè, mấy ông tình lách lên cho tôi nè. À, mẹ ta rồi, mẹ ta mày. À, ít kỹ vậy. Kỹ với vậy, chơi game ít kỹ với vậy. Chơi game ít kỹ với nồi, không chơi meta kìa. Đánh hay thì một like, một subscribe, ok. Ok.